đến giây phút này đây, Thủy cùng tất cả các thí sinh còn được hai quyền lựa chọn trong hai đêm nhạc nữa, đó là một thể loại dân ca và một thể loại mộc. Cái thể loại mà Thủy thường hay hát đó là thể loại rock sôi động và cháy hết mình. Ở đêm chung kết 3 này, Thủy đến với một ca khúc Vì Đâu, và Thủy cũng muốn đưa những cái máu lửa, những cái cháy bỏng đó vào ca khúc này. Trái đất buồn, có hay chưa?
với mỗi người. Ngày tương lai là những ngày hôm nay, cùng thời gian hãy giữ lấy màu xanh, cùng thời gian hãy giữ lấy màu xanh, cùng thời gian hãy giữ lấy màu xanh. Đến từ Đồng Nai, mã số 03 vừa hoàn thành xong ca khúc dự thi của mình. Ca khúc Vì Đâu, một sáng tác của An Hiếu, đã được bạn chọn thể hiện theo phong cách mộc. Bây giờ chúng tôi rất nôn nóng muốn lắng nghe ý kiến nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ạ. Chào Thủy. Cái ca khúc này nó mang đậm chất rock. Khi em chọn nó và phối khí theo cái phong cách mộc thì chị vẫn thích. Em có một cái gì đó thay đổi so với đêm trước. Mình hát theo cái phong cách mộc của bài hát này. Đây ban nhạc thì đánh hoàn toàn theo mộc, phong cách mộc, nhưng mà em hát nó hơi nặng quá, hơi rock quá so với cái phối khí. Tức là khi mà câu hát của em cất lên thì nó đang bị chênh lệch quá với phần phối khí. Chị thích là em cái đoạn đầu em làm nó đúng cái phong cách mộc, tức là mình trầm hơn một chút, sau đó mình để dành những cái dữ dội cho phần cuối cùng. Đầu tiên thì em đã bung hết cả ra rồi, và chị cũng không bất ngờ khi mà phần tiếp theo chị đã đoán trước em sẽ hát những gì. Đấy là chị chia sẻ cho em cái cách xử lý bài hát. Hơn nữa thì chị vẫn thích khi mà hát lại những bài hát thì Thủy phải có những cái gì đó sáng tạo hơn là những cái người. Cái bài hát này chị đã nghe rất là nhiều rồi, chị chờ đón khi Thủy sang cái phong cách mộc này có cái gì đó nó bứt phá hơn và nó nhẹ nhàng hơn một chút xíu so với Thủy. Tất nhiên là em vẫn phải giữ cái cá tính của em vì chị rất thích. Còn nữa là cái phần em sử dụng nhiều quá cái gần trong cái nhạc rock. Cái đấy chỉ sử dụng ở ngày trước những cái nhạc rock thời thập niên 80. Bây giờ thì tất cả các bài hát nhạc rock bây giờ ít sử dụng những cái đó. Có chăng chỉ là một vài nốt thôi. Đấy là cách mà xử lý trong nhạc rock. Tuy nhiên chị vẫn rất thích cái phần biểu diễn của em hôm nay. Nó vẫn mang đậm chất lửa và đúng cái cá tính của em. Cảm ơn em rất nhiều. Chào em. Anh rất là thích cái sự lựa chọn bài hát của em trong hôm nay. Bởi vì là cứ sau mỗi vòng thì anh lại thấy em lựa chọn tinh tế hơn. Và điều đấy rất là tốt. Trong cái bài hát của em, thì anh chỉ muốn, tức là nếu có cái điều gì đó tương phản rõ ràng hơn giữa đoạn đầu và đoạn kết thúc thì có lẽ là về cảm xúc thì mình sẽ nhận được hơn rất là nhiều. Cảm ơn em. Xin cảm ơn ban giám khảo. Sau những lời nhận xét vừa rồi thì ngay bây giờ chúng tôi cũng rất nóng lòng muốn biết điểm số mà ban giám khảo dành cho thí sinh Điệu Bích Thủy trong phần dự thi vừa rồi. Xin mời ban giám khảo. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 19,10. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, 18,90. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, 18,90. Nhạc sĩ Việt Anh, 19,20. Xin chúc mừng Điệu Bích Thủy. Và kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhắn tin bình chọn cho Điệu Bích Thủy bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 03 và gửi về tổng đài 8483. Và trước khi xem tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một ít phút quảng cáo.